Câu hỏi khác: hộ niệm lúc người bệnh còn khỏe, ban hộ niệm có điều giải với chư vị pháp giới hữu duyên với người bệnh không? Cách điều giải như thế nào? Xin Thầy từ bi hướng dẫn. Xin thưa thực với chư vị, ngày đầu tiên khi hộ niệm cho người ta còn tỉnh táo vô cùng. Nhưng mà mình biết chắc những người mà cần đến hộ niệm là những người phàm phu, đúng không? Những người cao cơ người ta không cần hộ niệm đâu. Như vậy hộ niệm toàn là những người phàm phu. Mà phàm phu thì ai cũng có điều sơ suất, nhất là ăn thịt giết hại sinh vật, ai mà không vướng phải điều này, ai mà không bị phạm đến điều này. Như vậy thì chắc chắn mỗi người đều có cái vấn đề khổ nạn từ oán thân trái chủ. Như vậy thì chúng ta ngay trong lúc mà người bệnh còn khỏe cũng nên điều giải với họ. Ví dụ như đầu tiên chúng ta điều giải rồi, sau đó một vài hôm chúng ta lại điều giải nữa, chúng ta thỉnh thoảng điều giải với chư vị oán thân trái chủ rất là hay. Mà đề nghị với chư vị trong 3 ngày đầu tiên nên liên tục điều giải đi. Cầu xin chư vị trong pháp giới có duyên với cái Phật tử này, dẫu là thuận duyên hay nghịch duyên, mình cũng xin các ngày đó là buông tình chấp ra, cùng nhau nghe lời Phật dạy, cùng niệm Phật, cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa thực với chư vị oán thân trái chủ, mình nghe nó giống như là cái gì dễ sợ lắm, nhưng mà thực ra các ngài cũng có lý trí. Có nhiều người cũng biết tu đấy chư vị. Khi mình điều giải ra, có nhiều người biết tu đấy. Mình đừng có sợ họ. Mà nếu mà những người mà biết tu mà tới mà bên cạnh người bệnh, nhiều khi người ta tới để giúp đỡ người bệnh mà người bệnh không biết là sợ họ. Còn phần lớn là những người oán thân trái chủ tới phá hoại có đấy. Mình khuyên họ, mình nhắc nhớ cho họ. Họ có thể thay tâm đổi tánh đó. Và nói tới đây mình phải hiểu rõ là tại sao người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nên kiêng cử ngũ tuần là cái điều này đây. Vì xin thưa được cái dối cái hay của ban hộ niệm hay như thế nào nữa, thì đối với chư vị quý thần trong cái hàng mà toán thân trái chủ, các ngài không có sợ mình đâu. Nếu mà mình thành tâm kính cẩn thì các ngài cũng có thể thương chút chút. Nhưng mà thực ra chính những vị hộ pháp, chư thiên long bát bộ gia trì bảo vệ cho người bệnh, nó có giá trị vô cùng lớn, giúp cho người bệnh vượt qua ách nạn, nhất là ách nạn về oán thân trái chủ. Nếu mà người bệnh tỏ ra khinh thường, khinh mạng đối với chư vị trong các hàng mà thiện thần giúp đỡ cho mình, thì vô tình chư vị từ chối sự bảo vệ của các ngài. Mà khi từ chối bảo vệ các ngài thì không phải là chư vị oán thân trái chủ xử lý mình đến cái lúc mà mình nằm xuống đâu, mà các ngài đã xử lý mình từ cái lúc mà mình thượng mạng cống cao ngã mạng đó mà mình không hay. Tại vì hộ pháp đã ra rồi thì các ngài xử lý liền. Mà xử lý một người tu, các ngài không dạy gì mà thè lưỡi rồi nhăn răng nhăn miệng gì hay làm cái gì cho mình sợ đâu, mà các ngài giúp cho mình càng ngày càng thấy hoan hỷ, càng ngày càng thấy hình như mình có chứng này chứng nọ, thông minh phát lên, rồi nhiều khi nằm đêm thấy quang minh này quang minh nọ, nhiều khi các ngài còn giả dạng ra hình Phật Bồ Tát gì cho mình thấy nữa. Cho nên những người đi khoe khắp nơi tôi thấy này, thấy nọ, thấy Bồ Tát này, thường thường bị rơi vào cái tình trạng này mà không hay đấy. Mà không hay đấy. Cho nên sẵn đây nhắc nhở cho chư vị, tuyệt đối đừng bao giờ khinh mạn, tuyệt đối đừng bao giờ cho mình là hay, tuyệt đối đừng khoe mình là chứng đắc, thì chư vị mới an toàn chờ ngày vãng sanh. Đây không phải là quy luật của tịnh hải này nói ra đâu, mà trong kinh Phật dạy như tài này: nhược tác thanh giải tức thọ quần tà. Phật dạy như vậy, có nghĩa là người nào cho mình là đại khai viên giải, người nào cho mình là chứng đắc rồi ngài, người nào cho mình là thành tánh rồi, người nào chứng thần chứng tánh rồi, thì tức thọ quần tà là chắc
chấn liền trong lúc đó. Coi chừng ngủ ấm mà đã ra tay kiềm chế mình rồi mà mình không hay. Còn người nào mà giữ thân vận mình là phàm phu khiêm nhường, đây là cảnh giới an toàn cho mình tu hành đến ngày thành tựu. Đây là lời Phật dạy chứ không phải là lời cô Tịnh Hải đâu nha. Như vậy ta hiểu chưa? Cho nên điều giải như thế nào, đầu tiên xin mong những người bệnh luôn luôn nghĩ mình là phàm phu, đừng có tự khoe mình giỏi, đừng có tự khoe mình ngon, đừng có cho mình chắc chắn được vãng sanh rồi. Và cái người đi hộ niệm luôn luôn giữ mình là phàm phu, không bao giờ tự xưng mình có năng lực cứu độ chúng sanh, có năng lực cứu người này người nọ. Chứ vì tự xưng ra, chư vị tự nhận quả báo không tốt. Nhớ ngàn chư vị, đừng có nói là nhân quả tôi cứu người thì tôi có nhân, thì chừng tôi vãng sanh là nhất định cái quả, nhân quả phải hợp mới được. Không phải đâu. Cái nhân nó còn cái duyên, mình cắt cái duyên vãng sanh mà tạo cái duyên đi vào con đường khổ nạn thì mình nhận quả báo khổ nạn. Nhân duyên quả báo tự mình làm đấy, chư vị hiểu không? Cho nên thành tâm tín cẩn thì cái nhân mình đưa người vãng sanh là cái nhân mà mình sử dụng nó để tạo cái duyên để sau này mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy mới đúng, hiểu không chư vị? Như vậy cái sự mà coi như thương mà không phải là cái duyên để cho mình đi vãng sanh đâu. Nhớ nha chư vị.